Hello mọi người, Mai đang đi đến Hạ Long rồi nè. Ừ, quá chừng tàu luôn. Bây giờ mình cũng sẽ đi xuống tàu. Đẹp quá à. Nước xanh ngời ngời. Hôm nay lại đi lạc chung với nguyên đoàn người nước ngoài nữa nha. Trời ơi, quá chừng luôn. Bây giờ mình cũng sẽ đi xuống tàu. Con tàu nào sẽ là mình đi đây. Đây, đi nguyên đoàn người nước ngoài mọi người. Đi với mọi người, bạn bè. Với lại là đi ghép. Đây mọi người xuống cái tàu Hồng Hải. Ladies and gentlemen, welcome to Dragon King Cruise and welcome to Hạ Long Bay. Hạ Long Bay, welcome to everyone. So everyone, how are you now? Yes. Everything still good? Yes. Are you feel hungry? Yes. But we just get on the boat and please wait about 2 more yeah, hours of the boat coming. Two. Is it okay? Okay. Why not? Hungry? Okay, you can look outside. Everyone guys, is it the sea or is it the river? In the sea, not the river. The later everyone will come outside. If you can looking for the shark, if you can cut the shark again for me. I take the dinner for everyone. Have you tried the shark before? Yeah. No, I never tried before, but today someone buổi trưa cùng những người bạn ở trên tàu and on the boat, ở Vịnh Hạ Long. For everyone. On the boat, we have a 3 floor. We are sitting here. This is the 2nd floor. The later, if you want to go upstairs on the 3rd floor, everyone to go this way. To the right side to the 2nd floor. We đẹp quá chừng. Mọi người nước biển màu xanh, nước đây màu xanh, xanh ngời ngời luôn mọi người ơi. Rồi đẹp quá. Đẹp cực kỳ luôn. Đang mọi người đang ăn trưa. Nhiều món lắm mọi người ơi. Đây là cái hình ảnh ở trong cái tờ tiền 200.000 đó mọi người. Đây. Wow. Qua rồi. Quay không kịp. Quay được có tí xíu à. Trên tờ 200.000 đó là cái đoạn ngay đây. Thank you.
lên tàu đó đi ăn á, lên tàu này đi ăn xong rồi cái chạy vòng 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 vậy nè mọi người, chạy vòng vòng cho mình ngắm. Đẹp lắm, đẹp ơi là đẹp, nước thì xanh ngời ngời luôn mọi người ơi, nước thì xanh lắm. Ngắm Hạ Long với Mai nha. Trời ơi nắng quá mọi người ơi. Mà hôm nay đi về chắc đen hôi lui luôn. Đẹp quá. Mà nắng nhưng mà cũng rất là mát. Cũng rất là thích hợp cho mọi người ngắm cảnh nè. UNESCO công nhận là di sản của quốc gia rất là nhiều lần luôn đó mọi người. Bởi vậy đẹp quá trời đẹp luôn nè. Trời ơi, quá chừng nhiều vịnh, nhiều đảo rồi đó. Ở Hạ Long á. Quá chừng luôn, đẹp quá. Đúng là thiên nhiên ban tặng ha. Tự nhiên cái có nguyên cái chỗ này hả, quá chừng đảo này mọi người. Thôi ở trên nóng quá mọi người, xuống dưới cho mát. Bãi tắm nè mọi người ơi. Trời ơi, tay nó ra nó phơi nắng mọi người ơi. Mình thấy mà mình phải ganh tị luôn. Người gì đâu mà trắng thì trắng quá trời luôn. Rồi cái hả ra đây phơi nắng. Còn mình thì mình không dám ra nắng luôn. Nắng cũng chết luôn, như nắng kiểu nắng vừa vừa nhưng mà nóng quá mọi người, nóng lắm. Thôi mai không tắm đâu. Mọi người ở đây tắm nè, vui quá chừng nè. Đây là những cái bậc thang đi lên tuốt trên ngọn núi trở nên mình ngắm cảnh ở trên nè mọi người. Mà mệt quá làm biếng leo mọi người ơi. Leo tuốt trên ngọn núi trở nó xong cái mình ngắm cảnh toàn cảnh ở đây nha. Ở đây cũng có bán đồ ăn nè, đông nghẹt con người ta. Đẹp quá. Đây. Hả mọi người đọc chữ nha mọi người. Ôi nắng quá mọi người ơi, nắng quá mà đi khờ người luôn. Trời ơi, đi ra đây cho mọi người coi nguyên bãi tắm. Đây. Ôi đông nghẹt hết trơn.
chế cái mùi đó. Muốn tắm không? Đó, đứng ở đây là nhìn thấy toàn cảnh nè. Mà đứng đây nhìn thấy đẹp nè. Thôi nhưng mà ở đây á, nhìn thấy đâu cũng đẹp hết mọi người, không riêng gì chỗ này không, chỗ nào cũng đẹp chứ. Hạ Long có hơn 1900 cái hòn đảo đá vôi lớn nhỏ, rất là nhiều lần được UNESCO công nhận là kỳ quan của thế giới đó mọi người. Đây đúng là kỳ quan luôn á, đúng là thiên nhiên ban tặng nhiều điều khó hiểu ha, quá đẹp. Thì mọi người coi nè, trời ơi người ta đi đông giá nè. Đây là nguyên đội ngũ trú nắng, trú nắng dưới gốc cây nhà này ngắm cảnh. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi, có cano chạy kìa. Ôi, quá trời luôn. Mà mày thấy đa số là người nước ngoài nha. Người nước ngoài nhiều lắm luôn á, đông lắm luôn. Ồ đẹp rồi, ngay chỗ này rất là đẹp luôn mọi người. Cái tàu có mấy cánh buồm bên đó là đẹp à. Bởi vậy rất là nhiều lần được công nhận là kỳ quan của thế giới, là biết là đẹp cỡ nào, rất là đẹp luôn và độc đáo thiệt. Đây cũng là lần đầu tiên Mai đến với Quảng Ninh. Đây là Vịnh Hạ Long là thuộc tỉnh Quảng Ninh nha mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên Mai đến đây. Lên đây á mọi người có thể tắm nè, có thể tắm biển nè. Ai tắm thì tắm thôi. Đây. Còn không thì ngắm cảnh. Đó, tàu nó chạy tới ngoài mọi người vui. Trời ơi. Tay tắm xong rồi nó phơi nắng luôn. Cho mình lên đây xong rồi cái tới giờ cái lại nó rước nè mọi người. Mọi người là có cho ở qua đêm luôn nè. Có phòng là cho mình ở qua đêm. Có quầy bar ở trên đó luôn. Nếu mà ở một đêm thì cũng khá là đắt á. Mọi người mà có đến thì có dịp thì trải nghiệm một đêm ở trên biển nha. Đẹp quá mọi người ơi. Ai mà thích ngắm là đến Vịnh Hạ Long là một lựa chọn đúng đắn, thích ngắm cảnh đó. Quá rực rỡ. Đẹp quá à. Giờ là đưa mình tới chỗ chèo thuyền cây dắt á. Ôi nè, mấy cái tàu này nè là có tàu lớn này nè mọi người, là có phòng ở trên đó luôn, phòng ngủ á, ngủ lại mà qua đêm á. Đẹp chưa, lung linh luôn, nước thì xanh ơi là xanh luôn, quá đẹp mọi người ơi. Việt Nam mình sở hữu một cái cảnh quan thiên nhiên cực kỳ là có 102 á mọi người, chỉ có Việt Nam có thôi đó, được khách du lịch săn đón rất là nhiều. Yeah.
chỗ này đẹp quá. Vô đây mình tắp vô đây cho mọi người chèo thuyền kayak nè, phải không? Tí nữa thấy tắp vô đây chắc chị quá, thấy mọi người cũng vô đây quá chừng, tàu ghe đậu quá chừng luôn, là chắc là có dịch vụ ở đây nên là ta mới quẹo vô đây. Đẹp quá kìa, hai cái hòn đó kìa, rồi có cái cửa kiểu giống cái cửa đi vô.